Thanh Hồng xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới 24 giờ. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý được phát sóng trong chương trình. Thưa quý vị, tìm mưa to dữ dội, lũ quét liên tục ập về khiến cho truyền thông của Trung Quốc ám chỉ đập Tam Hiệp sắp vỡ. Nhiều tuyến đê bao quanh sông Dương Tử vỡ bất cứ lúc nào. Cơ quan đầu não chính quyền của ông Tập Cận Bình vô cùng run sợ, một điều không lành sắp xảy ra và nhiều khả năng cao thì con đập lớn nhất của Trung Quốc sẽ bị vỡ. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc đêm hôm qua đã bất ngờ nói lời cay đắng đối với con đập Tam Hiệp khi ám chỉ rằng con đập lớn nhất của Trung Quốc sẽ bị vỡ lên tới 95,6%. Truyền thông Trung Quốc cho rằng lũ quét từ thượng nguồn sông Dương Tử liên tục đổ về trong những ngày gần đây và nhiều khả năng cao lũ ống cũng sẽ xuất hiện tràn về vì mưa to xối xả vẫn không ngừng trút nước từ trên trời rơi xuống đất của Trung Quốc. Đứng trước các nguy cơ nguy hiểm và cấp bách kể trên thì hiện chính quyền ông Tập Cận Bình đã phát động 5 tiểu đoàn quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc tăng cường túc trực 24/24 giờ để bảo vệ con đập Tam Hiệp phòng nguy cơ bất trắc sẽ xảy ra. Cơ quan bảo vệ đê điều của Trung Quốc đã cảnh báo đối với người dân cũng như chính quyền địa phương rằng khả năng cao mưa vẫn tiếp tục diễn ra, nước sông dâng lên rất nhanh, vì thế đề phòng lũ quét, sạt lở, lũ ống và nhất là động đất sóng thần. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, nước này đang trải qua những trận mưa lũ, động đất kỷ lục trong lịch sử loài người. Chưa từng thấy một đất nước nào trên thế giới mà lượng mưa được đo lên tới 500mm/giờ. Theo các nhà quan sát cho biết, tổng cộng Trung Quốc đã có 31 tỉnh và thành phố thì đã có tới 28 tỉnh thành phố bị nhấn chìm trong nước lũ. Những ngôi nhà cao từ 10 tầng bây giờ cũng chỉ còn có 1 tầng trên cùng là không bị ngập lụt. Theo một thống kê mới nhất gần đây cho thấy rằng hàng ngàn ô tô đã bị lũ cuốn trôi, có tới 135 triệu người dân của Trung Quốc phải đi sơ tán khẩn cấp. 3.798 ngôi nhà đã bị bung và tốc mái, 6.315 căn nhà bị lũ cuốn trôi, 15.679 nhà bị hư hỏng nặng, 3 tuyến đê bao bị vỡ, hàng ngàn hecta nuôi cá bị cuốn trôi đi mất, đường xá, cầu cống bị nhấn chìm. Các khu di tích lịch sử, khu du lịch nổi tiếng cũng đã bị chết chìm trong mực nước lũ và toàn bộ cây trái, hoa màu bị tàn phá nặng nề, thiệt hại lên tới 99 tỷ nhân dân tệ. Điều này đã khiến cho Trung Quốc đang hết sức là tang thương và điêu đứng. Mẹ thiên nhiên được cho là vẫn đang tiếp tục ra tay trừng trị Trung Quốc. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình đang rất lo sợ điều chẳng lành sẽ xảy ra. Trong những ngày gần đây, động đất, sóng thần, núi lửa và lũ quét, lũ ống cũng như mưa to không ngừng rơi xuống phía Trung Quốc. Bất chấp những nguy hiểm đó, người đứng đầu Trung Quốc ông Tập Cận Bình được cho là đã kêu rất to: "Trời đã hại Trung Quốc rồi." Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nếu không muốn mẹ thiên nhiên và ông trời ra tay trừng phạt thì ông Tập nên biết ngồi cầu nguyện sám hối, ăn năn hối cải ngay lập tức. Nếu không, Trung Quốc sẽ tiếp tục bị nhấn chìm trong biển nước. Thưa quý vị, theo các chuyên gia nghiên cứu về lịch sử, kinh tế, chính trị của Trung Quốc cho biết, tất cả những điều tồi tệ và những điều xấu xa kể trên đang nhấn chìm Trung Quốc đều do một người gây ra, đó là người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Các nhà phân tích rằng nếu như trong thời gian tới phía Trung Quốc còn đem hải quân, đem tên lửa, đem vũ khí, đem tàu chiến ra ngoài Biển Đông để gây áp lực, gây chiến với các nước xung quanh mình, thì tất yếu mẹ thiên nhiên sẽ ra tay trừng trị. Hiện tại thì chính quyền của ông Tập Cận Bình được cho là đã rút một số giàn khoan và tàu chiến vào đảo Hải Nam của phía Trung Quốc để trú ẩn nhằm vớt vát lại những gì mà thiên nhiên đang gây ra cho phía Trung Quốc. Hình như ông Tập đã biết lỗi của mình và đã dính đòn đau từ mẹ thiên nhiên trừng phạt, cho nên ông đã do rút toàn bộ tàu chiến ra khỏi Biển Đông, không đi quấy nhiễu, quấy phá các hoạt động đánh bắt thủy hải sản và khai thác dầu khí nữa. Nhưng các nhà phân tích cũng nhấn mạnh rằng nếu như trong một vài tuần tới, phía Trung Quốc vẫn tiếp tục đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực, thì Bắc Kinh sẽ còn nhận rất nhiều điều tồi tệ khác xảy ra. Thưa quý vị, có một tin được cho là rất xấu khi hôm qua tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc, đã đưa ra cảnh báo đỏ nói rằng hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc sắp bị tràn bờ. Tờ báo Trung Quốc cho biết
nhà chức trách tỉnh Giang Tây, miền Nam của Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo lũ lên cấp cao nhất và cảnh báo hồ nước ngọt lớn nhất của nước này, cũng như lớn nhất trên thế giới sắp tràn bờ, và đây chính là một tín hiệu rất xấu cho chính quyền ông Tập Cận Bình. Tờ báo nói rằng chính quyền tỉnh Giang Tây đã nâng mức ứng phó lũ từ cấp 2 lên cấp 1, mức cảnh báo cao nhất trong bối cảnh mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều ngày qua. Và theo hãng tin Reuters, thì cấp ứng phó này đã cảnh báo các thảm họa như vỡ đập hoặc là lũ lớn có nguy cơ xảy ra đồng loạt tại nhiều con sông thuộc nhánh sông Dương Tử. Trước đó, thì đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cũng nói rằng chính quyền nhiều địa phương đã ra cảnh báo đỏ ở khu vực quanh hồ Bà Dương. Hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc thuộc tỉnh Giang Tây cũng đã bị ngập nặng và mực nước trong hồ đã vượt cảnh báo cấp đỏ là lên tới 4 mét. Đây là mực nước chưa từng thấy trong lịch sử hồ nước ngọt lớn nhất ở khu Dương Tử này. Vào tối ngày hôm kia, mưa lớn tiếp tục xảy ra, đẩy mực nước trên sông Dương Tử đoạn chảy qua huyện Bà Dương và con đập Tam Hiệp tiếp tục vượt mức báo động đỏ lên tới từ 3 đến 4 mét, vượt mức kỷ lục được ghi nhận trong trận lũ lớn lịch sử vào năm 1998. Trận lũ lớn đó đã cướp đi hơn 3.000 sinh mạng của dân Trung Quốc. Chính quyền huyện Giang Châu, một cù lao trên sông Dương Tử, đã kêu gọi người dân từ 18 đến 60 tuổi hỗ trợ công tác ứng phó bão lũ vì thiếu nhân lực gia cố các con đập và các tuyến đê. Cũng trong ngày hôm qua, Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lũ cấp 3 và cảnh báo mưa lớn tại nhiều tỉnh như tỉnh Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Hồ Nam, Vũ Hán. Trong những ngày cuối tuần, Trung tâm khuyến cáo các địa phương cần phải cảnh giác cao độ với lũ quét, sạt lở, động đất, lũ bùn và kêu gọi tránh các hoạt động ngoài trời. Trong khi đó, thì chính quyền tỉnh Giang Tô thuộc đồng bằng sông Dương Tử phát cảnh báo lũ cấp 4, mức độ báo động đỏ. Trước đó, thì Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho hay đã có tới 141 người chết và mất tích. 30,2 triệu người đã bị ảnh hưởng do lũ lụt ở 27 khu cấp tỉnh, hơn 1,7 triệu người phải sơ tán khẩn cấp. 22.000 ngôi nhà đã bị đánh sập với thiệt hại trực tiếp kinh tế lên tới 105 tỷ nhân dân tệ, tương ứng với 11 tỷ đô la Mỹ. Và đây là một trong những con số thiệt hại khủng khiếp nhất trong lịch sử khi bị thiên nhiên tàn phá. Nhiều ý kiến cho rằng trong những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8 tới thì lượng mưa to đến rất to, ảnh hưởng trực tiếp tới 31 tỉnh thành phố của Trung Quốc. Tờ báo quốc tế cho biết đợt mưa to mới gây thêm lũ lụt dọc con sông Dương Tử, nơi có con đập Tam Hiệp chắn ngang, khiến cho hàng trăm người phải sơ tán khẩn cấp ở hai tỉnh An Huy và Giang Tây. Cụ thể, đợt mưa lũ mới đã buộc 147.000 người ở tỉnh An Huy phải sơ tán và khiến hơn 25.000 ngôi nhà bị hư hỏng chỉ sau một tuần mưa bão. Ở tỉnh láng giềng mang tên Giang Tây đã có hơn 151.000 người phải sơ tán khẩn cấp và hơn 3.000 ngôi nhà đã bị hư hỏng nặng. Ngoài ra, thì một đoạn đê dài 50 mét ở huyện Bà Dương cũng đã bị vỡ do mưa to trong nhiều ngày, khiến khoảng 15.000 người phải sơ tán ngay trong đêm. Nhiều khu vực thuộc 7 tỉnh dọc sông Dương Tử hứng chịu đợt mưa to và đây là một trong những đợt mưa xối xả nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Đợt mưa lũ đầu tiên tấn công vào nhiều khu vực ở tỉnh Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Hồ Bắc đã khiến cho hàng trăm người phải sơ tán ngay trong nước vào lúc rạng sáng. Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, trích dẫn lời ông Bao Tránh Phong, trợ lý giám đốc Trung tâm Liên lạc và Điều phối Hạ tầng con đập Tam Hiệp. Ông này cũng nói thêm rằng, bác bỏ suy đoán rằng việc xả lũ ở đập Tam Hiệp được xây trên sông Dương Tử, đoạn chảy qua thị trấn Tam Đầu Bình thuộc tỉnh Hồ Bắc, gây ra lũ lụt tại thành phố và nhiều khu vực lân cận. Ông Phong cho rằng một số tỉnh, thành phố bị ngập nặng sau các trận mưa to đánh bại hệ thống thoát nước ở những địa phương đó, chứ không phải là do lũ từ con sông Dương Tử hay là việc xả lũ từ con đập Tam Hiệp. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo rằng mưa to sẽ tiếp tục trút xuống khu vực phía nam của nước này trong 1 đến 2 tuần tới và nguy cơ ngập lụt lên tới 95%, đề nghị các cơ quan ban ngành cũng như người dân phải hết sức cảnh giác và đề phòng. Theo các chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc cho biết, hiện mực nước trên 300 con sông lớn bé của Trung Quốc đang vượt mức báo động đỏ từ 2 cho tới 4 mét và nguy cơ nước dâng cao sẽ còn tiếp tục trong một vài ngày tới. Bởi vì bầu trời thì liên tục u ám và đen tối, dẫn tới những cơn mưa to tiếp tục trút xuống các con sông của Trung Quốc và nguy cơ vỡ con đập Tam Hiệp là rất lớn. Và các tin tức liên quan tới tình hình đó thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật và gửi cho quý vị khi có thông tin chính xác nhất và mới nhất. Còn chương trình này chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Xin được kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và xin kính chào và hẹn gặp lại.